dâu đen nó bảo giòn, không bảo giòn. Ông dâu đen. Dâu đen và dâu trắng. Quá nóng rồi. Thấy không? Quá nóng. Đang quay cả gà lên các bác nha. Dĩa này chất lượng thật đấy. Không có thì ở đâu? Chặt chân à. Đi chơi. Quá chất lượng. Chuyên để tí lướng đấy. Đang nóng đang ngon này. Sườn ao. Ăn một con tí nguội. Bắt đầu chặt cái da, da giòn. Đấy, đang quay cả gà đấy nha, hôm nay có thêm một chú gà nữa. À, đằng kia vẫn heo quay đấy các bạn. Cực kỳ đông nha các bác nha. Chiều khách mua quá đông luôn. Đấy. Anh nghe đấy, anh ăn đây à? Kia bác lấy nửa kia. Anh kia không lấy nhỉ. Thế thì hết. Hết. Cho ăn 5 cân. Quan đó không ăn chỉ thôi. Chào đầu đã. Cháu biết gì. Ông dâu đen. Dâu đen và dâu trắng. Không. Rồi lấy kia. Lòng chưa được à? Không được. Chưa được. Dâu đen dâu trắng quay thì dâu về phải cắn dâu vào. Quả đó thì có giòn không? Giòn. Giòn. Giòn không? Nó vừa chín tới. Lúc nào đó bỏ đi mà đâu mất. Yeah.